À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Tô Toan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức. Và ở đợt trước thì mình đã kết thúc bằng cái việc đánh một trận có thể nói là tương đối là mệt mỏi với anh Napoleon. Và nhân vật chính của chúng ta trong cái phiên bản này, và thực sự thì mình cũng thắng được trận đó đấy, nhưng mà thực sự cũng mệt ra trò. Bây giờ thì nhưng xem là mình đang mua quân mà. Mình đang bổ sung các đơn vị quân để cho quân đội. Thì bây giờ mình cũng đã đành thành lập đây khá nhiều đơn vị quân rồi. Mà mình sẽ phải tiếp tục mua tiếp các quân đoàn khác. Tiền mình tạm thời để tích đã. Để mua quân nó cũng không rẻ lắm đâu. 600 và 10 đội sẽ 6.000. Mỗi lượt chúng ta kiếm được 7.000 này. Thôi nào, vẫn có thể nâng cấp vào cái nhà này lên để có thêm sạc. Có điều là bây giờ chúng ta sẽ phải tính nào để có thể đánh được thằng Pháp. Mình thì mình sẽ chơi sòng phẳng, mình sẽ đánh 1-1 chứ mình không đánh theo kiểu hội đồng. Như vậy thì nó sẽ dễ hay hơn. Chứ còn chúng các bạn có thể kéo 4-5 quân đoàn đi đánh thằng Pháp cũng được thôi. Auto easy hết chiến dịch. Mà mình muốn cảm nhận cái sự cuộc chiến nó phải tàn khốc như kiểu tập vừa rồi ấy. Đấy, mình sẽ qua lượt đã. Bây giờ thì quân của mình cũng đang hồi. Qua lượt đã. Mua thêm quân, thêm mấy quân đoàn nữa mới đi đánh được thằng Pháp. Các bạn thấy không? Tướng của chúng ta cấp thấp. Chỉ huy quân đội Pháp, quân lính của Pháp khi dưới sự chỉ huy của Napoleon. Tinh thần chiến đấu của chúng nó phải nói là cực kỳ khủng khiếp luôn, đúng không? Đấy. Thằng này thì có hai. Và thiếu đội kỵ binh vào đây mua tiếp. Thiếu tiếp súng trường bắn tỉa. Thằng này có hai đội rồi. Bốn thằng rồi. 1, 2. Ổn đấy. Bây giờ chúng ta sẽ phải mua kỵ binh để ở đây không tấn công lại nó. Sau này chúng ta sẽ dùng cái đội kỵ này. Đội kỵ này thì không ăn thua lắm. Rồi. Kỵ này là Dragoon. Cũng là Heavy. Bây giờ chống quân Pháp là mệt đấy. 7 thằng. 4 nữa xuống trường nữa. Đây. Đối với quân phổ này thì phải nhiều lính súng thì mới đấu được quân Pháp. Trường đến đây rồi. 3 đội kỵ binh thôi. Ba đội kỵ binh ở đây. Để cho nó cân bằng cái đội lính xuống trường này, nếu không mình hơi khó chơi. Ít bộ binh quá nó hơi khó chống bọn Pháp. 3 đội là đẹp. Rồi bây giờ chỉ có tập trung mua quân, không làm gì cả. Ôi giời ơi, đến bao giờ mới có được cái ban lãnh đạo nó tuyệt vời. Ôi còn 2 sao cũng nhục đời. Không tăng còn bị trừ. Bây giờ phải mua quân để đi đánh nhau với Napoleon. Chúng ta phát triển kinh tế đến mức này là khá khá rồi các bạn ạ. Chúng ta kiếm được 7.000 mỗi lượt mà, khá nhiều tiền rồi.
What? Thằng Hansen này nó dám tuyên chiến mình này. Vãi nhỉ. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Thằng này gấu thật. Nó dám tuyên chiến mình à? Vậy thì nó phải chết. À rồi, quân của nó đông phết đấy. Đông nhưng không phải quân của Napoleon thì tao không sợ mày đâu. Thằng Hansen này sao láo thế nhỉ? Dám tuyên chiến mình. À, nó thủ trong thành. Nó thủ trong thành. Mày dám đùa với lục quân của Đức à? Bây giờ mình sẽ tiến như thế nào ạ? Nó có một khẩu pháo ở đây. Bên này có một khẩu pháo. Nhưng mà pháo của nó phía bên nào thì không có tác dụng nhỉ? Pháo của nó phía bên này thì gần như không bắn được. Nếu chúng ta triển khai quân ở trên đồi này thì nó không bắn được. Bây giờ phải di chuyển nào để nó không bắn được đã. Đứng ở bên này là ăn lo đạn pháo luôn. Chắc là dàn quân đây. Chỗ này nó vướng quả núi, nó không bắn được. Tuy nó thấp nhưng mà nó sau quả núi. Nó không bắn được. Đây, chúng ta có cái gò đất này. Nó không bắn được đâu. Yes sir. Verteidigungsstellung. Yes sir. Scharfschützen auf Position, sir. Grenadiere. Yes sir. Lấp sau quả đồi. Pháo binh của mình nhỉ? Sao là... À, kỵ binh nó đang di chuyển. Bắn kỵ binh nó chết. Ui. Chạy nhanh vãi. Bắt được đạn pháo của mình. Đây là một cái sườn đồi. Tiến nhanh lên ra nào. Nó đang bỏ chạy kìa. Lên đây, bắt khẩu pháo đó. Chúng ta
Bắn vào đây. Mình phải thừa nhận một điều là những trận đánh trong Napoleon này nó khó hơn lên trời. Các bạn sẽ phải điều khiển một đội quân nó phức tạp mà khó không thể tưởng. Nó không easy như các bạn khác. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên. Mình cách để quay nó lại. Bắt khẩu pháo cho anh. Nó đang di chuyển kiểu gì đây? Mày chết tự ngựa mày. Cái bình tĩnh. Tiến ra đây. Trông thế này à? Anh em chuyển hướng. Sau à? Hmm.
Mày đây. Và cái binh rút ra. Súng ấy thì tớ chỉ ngán quân Pháp thôi, còn các cậu thì chưa phải là đối thủ đâu. Vào đấy, tiến vào đấy. Ok, tướng nó chết à? Sao con lại trông ở đây làm gì? Nhầm đấy. Quân phổ ít phải sợ ai lắm. Dám bắn ngang sườn mình. Pháo binh. Bắn vào đây. Nó sẽ móc lốp mình này. Rồi lại. Ai già. Chàng có đâu nhỉ? Bắn tạt sườn à, lùi lại. Thử bọn này thôi. Sir, our general is under attack. Rồi. Chúng ta bị tấn công. Xong rồi. Tạm dừng đi. Toàn quân tiến ra. Binh đây rồi. Ôi đội này bị nặng quá. Our men are running, sir. Đội này bị nó dồn mấy thằng vào bánh. Làm sao? Có cái binh đến điểm trợ rồi. Mày á. Đến đây đây. Viện của nó đang vào à? Ngoại ơi mày. À. Tấn công từ đằng sau lưng nó ra. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Đây còn đắp quân à? When targeting men with artillery, pick out the enemy's best units. Cả đám này đã chiến thần. Vào. Sự đẹp hết đám quân rồi. Lùi ra đây, chuẩn bị. Sẵn sàng. Sử. Rồi, báo, bắn nhau nữa. Chà ghê rồi. Chỉ có đánh nhau với quân Pháp chúng ta mới mệt thôi. Còn đánh nhau bọn này. Ok, mấy thằng này chưa chạy hẳn à. Bắn tạt sườn mình này.
một lá thật. Cố gắng lên các em. Mất tinh thần, tiến lên. Mày dám náo với anh đúng không? Chạy rồi. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Chết mẹ, kỵ binh của mình đi vào trông à? Ôi mẹ, nó hàng rào. Chết mấy con ngựa rồi, đi vào hàng rào đó. Cận chiến hết rồi. Xuất phát. Bắn lên lên xuất phát. Thắng rồi. Vâng, hai trận đánh thì cả hai trận đều là heroic victory. Rồi. À dạ, mất một đơn vị quân rồi đấy. Còn mấy thằng tàn quân à? Còn mấy thằng tàn quân nhỉ? Cũng ba attacker trên đây. Nhưng có lẽ là mình sẽ phải rút quân về thành này bán lại cho thằng nào nhỉ? Thành này bán cho thằng... để ngăn luôn thằng Pháp không tấn công được mình. Bán cho thằng Bỉ. À Hanover. Bán cho thằng... à Bỉ đi. Trade này. Bán đất cho thằng Bỉ này. Công nghệ này. Chi cho nó này. Một đồng này gọi là lót tay này. Rồi. Ngăn luôn, không cho thằng Pháp tấn công vào vùng này. Rồi, chúng ta sẽ rút về đây để hồi ít quân đã. Chơi không bị khác nhỉ? Ngon. Mày dám tuyên chiến với anh. Nhưng mà nó sẽ đánh tiếp ở đây nhỉ? Nó sẽ ra đây nó đánh thành này của mình. Lực lượng này mình chưa đủ. Ai. Wow. Vẫn chưa bán được đất này cho thằng Thụy Điển à. Sẽ đánh vào đây của mình. Thằng này nó chỉ có thể đánh vào đấy thôi. Quân của nó sao nào? Chắc cũng không nhiều. Quý quá. Mình không hồi được quân. Giờ thằng Pháp mà nó đánh lên nữa là mệt đấy nhỉ. Không sao, chúng ta cứ mua quân được. Lâng tiếp nhà lính này để có thêm nhà mua quân. Đây rồi. Bây giờ thì đánh nhau tẹt bô, anh em không phải lo. Hay quá, nó đuổi mình. Chạy. Đấy, nó không đuổi nữa. Mày quá, nó đuổi mình về vùng đất này, mình hồi được ít quân. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited.
Đây, cái đánh nhau trong Napoleon này hay không? Nhưng có điều là lâu lâu mình không chơi bản này, cái trình độ tay nghề vậy, tác chiến của mình bắt đầu có vẻ đi xuống rồi. Mình thấy nó cũng không được nuột như là cách... À, mày qua được đỡ 4 sao, bãi trưởng. Rồi, giúp. Ông này mới cho sao đây sẽ lên 5 sao này. Đấy, ông đã có cái công nghệ này, ông tăng cộng 1 cái khoản lĩnh xuất về pháp luật này. Rồi, coi như này là ngon rồi. Hệ thống chính trị này tạm được rồi. Dưới này thì thằng Pháp sẽ làm gì? Mày quá, hồi được ít quân. Mày đứng ở đây à? Sửa. Một quân tiếp. Bây giờ thì chúng ta phải mua quân rồi, không thể phải tiết kiệm, nghĩa là không mua quân thì nó đánh cho vỡ mặt luôn bây giờ ấy. Bên này thì Ottoman nó không dám đánh mình vì mình có quân đứng đóng ở đây rồi. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ được đánh nhau thoải mái. Để xem thằng Hansen này nó tính thế nào. Đuổi mình sang đất, mình chạy sang đất của đệ phát là nó không làm gì mình luôn. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Không mấy thằng lợi loạn in these areas now will increase your nation's. Vâng, cảm ơn chị. Em biết rồi. Bereit machen und Befehl erwarten. Chỗ này vẫn thiếu mất mấy đội bộ binh. Đứng đây nó không dám đánh mình. Mà thằng Pháp này chưa biết nó đưa quân lên không. Nó đưa quân lên là quyền đấy. Quân. Bây giờ thì chúng ta phải phát triển quân đội mạnh hơn chứ nhỉ. Còn thằng Bồ Đào Nha này nó chơi được này, chơi thôi, có ngon. Ô, thằng này à, điểm ngoại giao đang tăng rồi. Đó, không muốn, điểm ngoại giao đang tăng trở lại rồi. Tại chúng ta phát triển nhanh quá, chúng nó ghét. Quân phổ đấy tinh thần chiến đấu nó không cao được như quân Pháp rồi. Bữa cái thằng Nga này, mày làm sao đây? Mày tuyên chiến mình. Chắc lại phải mất ít tiền lạp vào mặt nó rồi. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being explored. Mình đến khó hiểu cái thằng Nga ấy. À, tham chiến cùng mày luôn. Không chịu à? Chắc phải mất ít tiền cho nó rồi. Thằng Nga là thằng chó chết nhất này. 10.000 mới ra vụ này mới in. Rồi. Mấy ép này. Tại sao nhỉ? Thằng Nga bây giờ nó không chiến tranh với thằng nào sao nhỉ? Chiến tranh với Pháp với Thụy Sĩ. Mình cũng đang chiến tranh với Pháp và Thụy Sĩ này. Rồi, duy trì quân đội ở đây để chống thằng Nga ấy. Các
bác phải chuẩn bị sẵn tiền để sẵn sàng bỏ tiền để mua cho hòa bình nhé. Ra thì mình đã cho quân lên đây. Mình sẽ giải quyết thằng này đã. Nó easy thôi. 2-1, mình muốn giải quyết nhanh ạ. Cướp kiếm tí tiền đã. Đang nghèo. Yên ổn một cái vùng này đã. Truppen vorwärts. Sir. Der Sieg ist unser. Vẫn được hơn 6.000. Hero worship bắt giờ. Cộng morale, cộng tinh thần chiến đấu. Pepen. Master. Yes sir. Chỉ một commander nhưng tăng 3 morale. Nó vẫn phải học được skill nữa. Tiếp. Lại gỡ lại ít tiền để mua phải bút lót cho thằng Nga đã. Thằng Nga cho chết. Marsch! Auf den Krieg vorbereiten! Rồi, chúng ta sẽ khôi phục một cái quốc gia ở đây lên. Ở đây có một cái quốc gia có thể thành lập. Và bây giờ thì mình sẽ cho thằng này vào đây. Marsch! Đơn vị thiếu một tên lính quân. Rồi. Vừa đẹp luôn. Chúng ta không chiếm lãnh thổ nhiều. Đâu ạ? Sau này. Ui ôi, nó nhiều công nghệ thế. Nó có thể học được nhiều công nghệ thế. Rồi. Chúng ta có thêm một chư hầu nữa. Nói chung chư hầu với mình nó chỉ là làm cái vùng đệm để mình tấn công thằng những thằng khác thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải có một lực lượng ở phía bên thằng đất của thằng Nga để sẵn sàng cho vấn đề thằng Nga khỉ gió đấy nó làm loạn. Còn bây giờ thì thằng Bỉ với thằng Pháp thì khá thân nhau đây. Nên thằng Bỉ nó sẽ thằng Pháp nó không thể tấn công mình qua cái đường của thằng Bỉ được. Lá chắn cho mình ạ. Còn mỗi cái khu vực này là chúng ta vẫn phải bảo vệ này. Mua được bao nhiêu quân rồi? Có kỵ binh rồi. Thiếu 2 đội xuống trường bắn tỉa nữa. Đánh trận toàn heroic victory. Rồi. Kinh tế vẫn 4.000. Được. Điều tiếp một quân đoàn nữa sang đây đóng ở đây. Thằng Nga này nó trở mặt lắm. Hansen đã bị tiêu diệt. Tiêu diệt vì tội láo, dám đánh anh. Mình luôn chuẩn bị sẵn mọi tình huống có thể xảy ra các bạn. Mình đề phòng nên là mình bố trí quân ở những nơi mà mình có thể hiểm yếu và mình có thể phòng thủ được. Nên là thằng nào mà định đánh mình thì cẩn thận. Mình bố trí quân ở những vị trí đây. Chẳng hạn ở đây mình có thể tái chiếm lại ngay lập tức đúng không? Bây giờ thì chúng ta có hơn 4.000. Phát triển đường xá đã. Để đi lại cho nhanh. Rồi. Rút quân về đã. Có lẽ mình sẽ tính kế mình đánh thằng Pháp này. Có thể mình đánh vào đây. Không biết được. Đánh vào đây. Đánh vào đấy thì mình sẽ ngăn được. Chưa biết được. Bây giờ mình... Bây giờ là chưa thể biết được điều gì. Rồi. Quân đội mình cũng khá. Hay nhỉ? Lâu lâu rồi không đánh nhưng mà hai trận nào cũng heroic victory. Tuyệt vời. There is unused land suitable for farming in this region. Bỏ mẹ rồi, thằng áo. Building farms here will help the population to grow over time and thằng produce trade income. Chúng ta sắp chuẩn bị chiến tranh trên mọi mặt trận rồi đấy. Thằng áo bỏ đồng minh mình. Mình biết mà bọn này ai thằng áo. Không, có đồng minh. Thằng Nga
Làm nào lấy lòng cái thằng này nhỉ? Đề nghị cùng tham chiến chống lại Ottoman cho anh. Bây giờ mình phải dùng tiền giải quyết đấy. Phổ nó khổ lắm các bạn, nó không như áo ấy anh đâu. Nó mặc định là có đồng minh từ đầu. Phổ này chúng ta không có đồng minh cụ thể nào cả và chúng ta bị chiến tranh liên tục. Mình không hiểu kiểu gì luôn. Nên mà đây là một cái quốc gia rất là ổn. Nhưng mà trước hết thì chúng ta giúp quân về nước đã đề phòng hàng Pháp vào tấn công. Đồng thời hồi ít quân đã. Chúng ta có quân đội đã. Phải có quân đội đã thì mới làm việc được. Tướng Pepen của chúng ta đánh rất hay. Cái này nữa. Quân đoàn đây à. Ngon nhỉ. Chỗ này có kỵ binh chưa? Lượt sau có kỵ binh. Bộ binh thì sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. Hai khẩu pháo nữa. Bổ sung xuống cho đơn vị này. Này Napoleon ngon thì lên đây đánh với anh trận nữa. Yes, sir. Phải chuẩn bị lực lượng sang phía bên này bảo vệ. Không kiểu thằng Nga nó đấy, giở trò đấy. Mình không tin thằng Nga đâu. Thằng áo chưa biết nó ý tứ kiểu gì mà nó lại dám tuyên chiến. Nó lại định đánh nhau mình. Điểm ngoại giao nó bị trừ như này. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Rồi, chúng ta có thêm quân rồi. Marienburg, xong. Mình có thể mua được pháo, lựu pháo rồi. Nhưng cái lựu pháo này mình không thích dùng lắm. Tầm bắn nó ngắn quá. Lại di chuyển chậm. Có thể sau này mình sẽ dùng, nhưng mà dùng thì mình dùng hẳn pháo phản lực luôn. Bây giờ chúng ta nâng công nghệ cho thằng đệ, chia sẻ công nghệ cho nó. Rồi, nó sẽ có trả lính Hanover. Estania. Hay quá. Thằng này lại thân với thằng Pháp. Tốt. Thân với thằng Nga. Cái vùng này chuyên để luyện cấp của mình thì vẫn phải để lại đã. Thành này nâng cấp lên thì có thể khi cần mình sẽ bố trí quân ở đây. Đây rồi, Napoleon công. Napoleon ở cổng. Sir, eure Befehle. Tiếp tục phục kích. Napoleon vào, chúng ta sẽ đánh tiếp một trận nữa. Yes, sir. Thêm một đội bộ binh xuống đây. Rồi. Truppen vorwärts. Truppen vorwärts. Bereit für Befehle. Sẵn sàng phòng thủ. Quân dự bị. Chỗ này còn thiếu 3 đội bộ binh nữa. Hết tiền à? Xem nào. Bây giờ sắc chỉ suốt ngày đánh nhau thôi. Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta đâu nhỉ? Kiểm soát được 11 các cái tỉnh, còn 2 tỉnh này nữa. Vùng này, vùng này, vùng này, vùng này. Hai. Marian. Nếu mà mình đánh thằng này thì mình sẽ tuyên chiến với cả thằng Đan Mạch. Đấy, thằng Đan Mạch. Đan Mạch thì mình đang giao thương với nó. Chắc chắn luôn. Đây, đồng minh của Đan Mạch.
Nhiệm vụ của mình là phải chiếm được cái vùng bên dưới này của thằng Pháp. Vùng này. $2,600 hết tiền rồi đấy. Tướng của mình nói chung bây giờ rank cũng khá rồi, nói chung là cũng... There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Chúng ta có đội kỵ binh sĩ rồi, đây này. Ngoài ra chúng ta có thể tuyển được đây. Đơn vị này là đơn vị lính đặc biệt. Mua bọn ngựa này để thay cho bọn ngựa kia. Mình vội phải mua mấy thằng này bởi vì là sợ không kịp phòng thủ. Chứ còn bây giờ thì ổn rồi. Thành này đang không có quân này. Cứ thì luôn là 1-1. Nên là mình có thể xem là phần di chuyển của mình cũng hơi nhỏ. Bạn đang phục kích ở đây. Hai đội pháo, một đội bộ binh. Đây. Cho hai đội pháo này xuống đây. Một đội bộ binh nữa. Rồi, quân đoàn này đã đủ. Tướng này là tướng của quân nổi dậy đúng không? 3-2 đội pháo. Hết tiền mua được quân. Ở đây 4 này mình tuyển được đội. Chờ nhá. Cấp này chưa mua được. Phải nhà thuyền à, nhà tướng cấp 5 mới mua được à? Cấp 5 mới mua được đội vệ binh Cộng Hòa. Bình thường là nếu như chúng ta không chuyển đổi chính trị thì cấp 4 là chúng ta đã mua được đội cận vệ rồi. Mà chúng tôi chuyển đổi chính trị bây giờ cấp 5 chúng ta mới mua được. Thằng Nga. Tình hình bây giờ là càng lắm, chúng ta nằm ở giữa. Các bạn biết rồi, lịch sử thế giới các bạn biết rồi, thằng Đức luôn rất khổ như vậy. Chiến tranh với hầu hết các nước mặc áo luôn bị lưỡng đầu thọ địch đúng không? Đấy. Chưa có tiền để mà nâng cấp nhà lính ở khắp nơi đâu, nhưng mà mình chỉ có bây giờ đánh móc lốp thằng Pháp thôi. Chiếm được tỉnh nào phát thì mình lại khôi phục lên để mình bán đất để cho một thằng chư hầu, giao đất cho thằng chư hầu để nó quản lý, để làm vùng đệm an toàn giống như kiểu Syria bây giờ ấy. Vùng đệm vòng quanh Inbridge giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga mà. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms. Đây, nó đang bỏ trống cái thành này, nó rất ít quân phòng thủ. Chúng ta sẽ tấn công vào đây. Thằng Pháp, mày chết. Mình không thích đánh auto đâu, đánh auto nguy hiểm lắm. Thua phát là vỡ mồm. Cái Napoleon này là lúc nó tính auto vớ vẩn lắm. Pháo binh nó đặt đâu nhỉ? Bên này à? Thế thì mình tấn công bên này. Loại bỏ luôn pháo binh của nó.
Cộng hòa Liên bang Đức. À, nếu các bạn phòng thủ mà đứng sau ở một cái bờ rào như này thì cái tỷ lệ các bạn bị thương vong nó sẽ giảm xuống đấy. Nên là nếu như các bạn không thích tấn công mà bạn muốn phòng thủ thì bạn đứng sau cái tường như này. Hay nếu các bạn có thể dựng hàng rào như kiểu là nếu các bạn có hàng rào thì bạn dựng lên thì nó giảm bớt thương vong xuống. Mình luôn để lính súng trường ở cái trạng thái bắn toàn đội, bởi vì là như vậy nó chỉ cần bắn như vậy nó giảm morale của đối phương rất là tốt. Nhưng mà đấy là với các cái quân khác thôi, như quân Pháp thì morale của nó cao vãi chưởng, chẳng thua gì đâu. Trận này thì pháo binh chưa biết đặt ở đâu, đất của mình toàn đồng bằng, chắc mình sẽ cho nó chạy lên đây. Thì bây giờ pháo này chưa. Chưa. Thằng này nhóm luôn. Rồi, bắt đầu trận đánh. Mình sẽ di chuyển quân. Pháp đang di chuyển quân rồi. Pháp di chuyển, mình cũng di chuyển. Anh em, tiến lên. Mình đang tính xem là đặt pháo ở đâu. Ở đây đi, chỗ này rất đẹp này, hướng núi à, nếu có thể tiến sâu lên trên này. Di chuyển, bắt thằng Pháp nó phải di chuyển theo mình. Tiếp viện này, nó có một đội tiếp viện, sợ di chuyển nhanh cho anh. Dám bóc lốp con này đằng sau đi con, bọn này đứng lại. Họ đứng lại. Giống thiết lập, nó không dám vào đâu. Úi sời ơi, kỵ binh Pháp rất mạnh, khi gặp phải đội hình hợp giống thì chỉ có tắt nắng. Rồi úi sời. Đến phần nào đây? Loạn
bỏ từng thằng pháp một. Pháo của nó vô dụng rồi. Ta đánh ở hướng này thì pháo nó vô dụng rồi. Rồi, loại bỏ xong. Mình rất thích những trận đánh như của Napoleon. Nó mang tính chất nghệ rất là chiến thuật. Tiếp tục di chuyển xem thằng phát nó định thế nào. Tiến lên. Đây có gò đùi, chắc chắn nó sẽ tiến theo hướng này. Xem quân pháp như nào. Quân pháp rất mạnh đấy các bạn, đánh trực diện của chúng nó là thua đấy. Thực sự ở bản Napoleon này đánh trận mới đòi hỏi trình độ này. Mình nói thực sự đấy, không phải là mình tự khen hay hay là như nào đâu các bạn ạ. Chứ còn bạn đánh ở các cái chiến khác như Rome 2, các bạn cứ dàn đội hình sẵn này, chờ chúng nó việc vào cổng phá cho nát đầu ra. Napoleon này chúng ta phải di chuyển liên tục thì mới thắng được. Chúng ta đang chạy sát bờ tường rồi. Bắn được không nhỉ? Vướng hàng giáo. Tiến lên. Chưa biết trận này như nào. Nó đang di chuyển. Nó đang di chuyển. Nó đang di chuyển. Quân pháp đang di chuyển, hình như nó co cụm vào. Tốt rồi, quân pháp đang co cụm. Tốt rồi. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Kỵ binh của nó đang ra sườn kìa. Nhưng mà tiến này hơi xa. Lùi đây, cả bộ binh nó bắn được. Hai đội kỵ binh của nó đang xâm đến này. Scharfschützen auf Position, sir. Yeah.
chuẩn bị pháp là bắt đầu. Nó chưa tấn công mình. Nó cũng chỉ cử mấy đội này kỵ binh sang đây rồi. Kỵ binh thì mình không sợ. Rút ra đây. Sẵn sàng. Chưa biết thằng Pháp ở đây. Rồi. Tiến lên. Chưa đạt tầm bắn à? Đây. Bắn nó luôn. Mày chạy cho con. Xong rồi. Đã rút. Một đội quân của Pháp đã rút. Bắn. Chạy rồi. Chưa chạy hẳn. À, đây là pháo. Ôi giời. Pháo. Pháo thì không cần. Kỵ binh của nó này. Tiến lên. Chắc là của binh bổ sung thêm của binh làm thế này. Pháo trận này chắc không cần được nhiều. Đặt pháo xuống khi nó đuổi chết. Chứ đánh kiểu gì.
đứng đây đã. Di chuyển liên tục. Rồi, đứng trên đỉnh đồi bắn xuống. Mẹ nó chứ. Nó lại hồi kìa. Bình nó diệt nó xem nó phát mấy mày đánh kiểu gì. Bị gió này. Bắn chạy hẳn nữa không chạy hẳn ai à. Binh của nó lì nữa, chưa chạy à? Rồi. Ủa, à, đội này thương nặng hết à? Nhanh lên. Pháp. Rồi, có đội Pháp ngay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải xoay đội hình. Di chuyển. Nó hết pháo binh chưa, kỵ binh chưa nhỉ? Hết rồi thì phải. Này pháo binh không làm được gì mấy. Pháo binh chủ yếu để mình diệt kỵ binh của nó thôi. Hoa đơn vị này thương nặng quá cho làm quân dự bị. Kỵ binh của mình vẫn chưa xuất trận đâu. Chuyển nhanh cho anh nhờ cái. Pháp bắt đầu di chuyển. Nó đang di chuyển, chúng ta phải tranh thủ tấn công nó luôn. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Bắn rồi. Đúng rồi. Và để nó bị bắn ở tất cả các góc. Nó mới chết, nó mới chịu rồi. Chuyển nhanh cho anh nhiều cái, chậm thế. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Quay nó lại. Tiến lên.
một thằng nữa chạy rồi. Tiếp. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Sao đối mặt với phương pháp rồi. Mọi di chuyển chậm thế. Này ăn làm sao nó nhanh lên cho anh nhờ cái kế vào đây bắn luôn vào lưng của nó. Cẩn thận. Chuyển hướng kìa. Chưa quay được nó nhỉ. Lừa làm sao bắt được sống một phát. Kỵ binh sẵn sàng. Chưa theo tạo được thế bao vây quân Pháp. Mấy cái thằng bộ binh của mình chạy chậm như rùa.
chưa tới nơi đúng không? Tiến lên xíu nữa. Nó quay súng ra kia kìa. Ra đây bắn nó luôn. Bắn nhau à? Nó sao lại thích bắn nhau à? Rồi. Thích bắn nhau. Ái chà. Đây cho anh. Mày chết. Lại bắn tạt sườn mình. Không mình vãi. Còn quân không, để mà bắn tạt sườn. Xong rồi. Xong nước Pháp. Trời ơi, sao trận nào cũng là heroic victory này. Đánh trận nào cũng đau đầu, nhất là đánh nhau với bọn Pháp.
Và chúng ta còn học được thêm một skill gì đó nữa này. Cướp đã. Tiến đi sàng. Rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.